Xin chào bạn nhé, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho bạn kiếm cái dự án POLS nhé, kết hợp với lại learn and earn, tức là chúng ta tham gia một số trả lời một số câu hỏi để chúng ta kiếm free 36 cái đồng river cũng như là ba cái đồng roll. Dự án này thì hôm trước ấy nó có chương trình iDrop ấy, mà bạn nào là tham gia cái chương trình iDrop của cái dự án này thì cũng kiếm khá là nhiều nhá. Một số bạn kiếm được hơn 200 USDT một ACC ấy. Thì cái iDrop thì mình không có làm trước đây. Thì các bạn thử check xem là có iDrop hay không. Thì chúng ta đầu tiên là nó sẽ có hai cái link nhá. Thì chúng ta ấn vào cái link này để connect đến ví nhá. Đấy, và đây thì chúng ta sẽ ấn connect với lại Google. Rồi ở đây này, iDrop đây, nếu mà có là nó có iDrop ở đây, chúng ta sẽ connect đến ví này, MetaMask này. Hôm trước thì bạn nào có iDrop là được nhận là 200 đồng ấy. User this iDrop, this address. Đây ở đây thì mình không có này mọi người này. Đấy, ở đây thì mình không có iDrop nhá. Bạn nào mà có iDrop là các bạn claim xong lên sàn bán là được hơn 200 đô đấy. Đấy, khi mà connect và connect ví này và connect Google xong thì chúng ta sẽ tắt đi. Chúng ta sẽ lại quay lại cái link nhé để chúng ta làm cái nhiệm vụ này. Đấy, ở đây thì chúng ta learn and earn. Đấy. Thì chúng ta ấn vào earn nhé. Đây ở đây thì nó có ba cái này thì mình cứ ấn vào từng cái một này. Continue này. Đấy, ở đây thì nó có cái câu trả lời thì admin đã để ở bên này rồi nhá. Đi mai này. Đây. Continue. Đấy, tiếp đến cái này. Ở đây thì nó hỏi thì mình có cái câu trả lời ở đây. Floor nano plate kìa. Rồi, ở đây là 6. Chúng ta có đây. Rồi, chúng ta sẽ ấn vào what. Đấy, ở đây thì nó sẽ có câu trả lời ở đây. Together net. Đây. Đấy, thì chúng ta sẽ ấn vào thôi. Đấy, cho như xong ba cái này nhé. Để chúng ta sẽ tắt đi. Chúng ta vào cái thứ hai. Đấy, Ronaldinho phải không? Đấy, chúng ta biết một số thông tin về Ronaldinho. Đây, chúng ta sẽ ấn vào. Đây, thì chúng ta sẽ ấn có một cái câu trả lời ở đây rồi. Link 2 này. Ô above và 2. Thì chúng ta sẽ ấn vào ô tiếp này. 2 vào. How many FIFA World Player of the Year? With Ronaldinho won được hai cái cúp thế giới à. Tiếp theo này, chúng ta cứ ấn continue thôi. Ở đây thì what your favorite part about answer là cái này thì thôi, tất cả là idol. Rồi, trả lời lung tung đi cũng được mà. Rồi, sau này chúng ta quay lại cái ví của mình này. Chúng ta sẽ thấy token ở đây nhé. Cái này thì nó chưa có rút được nhé. Lúc nào mà rút được thì mình sẽ thông báo sau. Nhưng mà mình nghĩ cái dự án này là ngon đấy mọi người ạ. Cái dự án này là ngon đấy. Tại vì là cái hôm trước cái iDrop mà nó cho mấy trăm đô cơ mà. Đấy, vì thế cho nên là mọi người tranh thủ làm luôn cái dự án này nhé. Nó dành cho là all user nhưng mà không biết là nó kết thúc bao giờ. Như kiểu là nhiều người hưởng ứng quá thì nó sẽ stop bao giờ cũng không biết luôn. Thì trong cái thời gian mà nó còn cho ấy, thì mình cứ nhận nhé mọi người nhé. Sau này thì khi mà chúng ta ấy khi nào mà chúng ta có cho rút thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Trong clip thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé.